bị cho anh em còn phá hoa nè. Thằng này không có phá hoa ta. Giữ súng đỏ anh em ha. Chuẩn bị em game chưa? Vạn vật đều sẽ có những cái vết nứt, đó là nơi ánh sáng sẽ chiếu vào. Nó không không chuyển súng để CC nó lại được. Rừng nó xuống dưới anh. Chắc hồn chắc không giỡn. Ok ha. Tiếng canh tiếng cười hả? Ủa nãy tôi rờ hụt hả? Hèn chi không được tăng thêm máu. Tính rờ dứt điểm xong rồi hồi phục thêm miếng máu á chứ. Support đi đâu vậy? Phải nép một quay nữa xong rồi mới ra chứ. Nó bắn nó luôn. Bao luôn, bao chủ top luôn. Chẳng gì hình những lộn nút rồi thành lá trắng luôn rồi. Trời ơi, fuck man. Tự nhiên lá trắng. Ui.
Với lại nó sẽ có mấy cái hắn này mạnh quá ta. Để nó vô cuộc kiếm mình đây quá. Thằng nào với tìm đi bóp rồi. Vô cực kiếm, bây giờ mình có cần lên xuyên giác hay chưa? Tiếp kiếm anh em hả? Tao nên chết trong đó nhiều quá vậy. Em đợi cũng rờ được miếng là tăng thêm miếng máu rồi, rờ thêm cái là tăng 25% máu rồi. Để dành súng xanh dương anh em á, vô súng xanh dương xong rồi mình bắn cuối cái là khác biệt đấy. Súng xanh dương, súng đỏ, hai súng quá đẹp mà đứng cái bên bút nữa rồi. Bóc thành này đẩy lên lấy chủ bóp luôn. Vô 100 nữa. Rồi, cái kiếm hồi mình thả giác cái súng huyết tinh của thùi mình trong giáp luôn. Sao linh hồn độc đức ngon anh em.
Thì thằng chung bú lên cùng đồng đất. Đồng đất cho anh em. Áo bắn xì lô dữ vậy? Cần lên hiệu triệu hả? Bù lại. Đột chưa? Có pháo hoa ta. Giữ súng đỏ anh em ha. Chuẩn bị em game chưa? Ok, quá đẹp quá đẹp. Đi nào. Game như cái trận gì nữa. Mày bút đen, mày bút đen. Dễ chết. Ok chưa ạ? Này xứng đáng trăm cao ông Võ Trọng Long.